chào và xin cảm ơn tất cả bà con, cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại cái đà phao mình nha. Thưa bà con và mọi người, chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba, cà phê tại hai sàn cà phê London và New York thì tiếp tục có tăng mọi con nha. Sau đây đà phao mời bà con và mọi người theo mình theo dòng nhà cà phê Bình Nhật Tiêu ngày hôm nay ngày thứ ba tại cả địa phương cả tỉnh xem thử đều ra sao bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba. Giá cà phê tại sàn cà phê Robusta tiếp tục có tăng mạnh bà con nha. Chủ thể kỳ hàng trong ngày tháng 3 năm 2024 tăng lên 49 đô lên 3.280 USD tấn. Kỳ hàng trong ngày tháng 5 tăng lên 31 đô. Kỳ hàng trong ngày tháng 7 tăng lên 25 đô. Kỳ hàng trong ngày tháng 9 tăng lên 22 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Robusta ở mức khá thấp. Thưa bà con, cùng chiều tăng tại sàn cà phê London thì chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ba, giá cà phê tại sàn cà phê Arabica tiếp tục có tăng bà con nha. Chốt phiên kỳ hàng trong ngày tháng 3 năm 2024 tăng lên 1,55 sen lên 190.85 sen trên pound. Kỳ hàng trong ngày tháng 5 tăng lên 1,55 sen. Kỳ hàng trong ngày tháng 7 tăng lên 1,50 sen. Kỳ hàng trong ngày tháng 9 tăng lên 1,55 sen bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức khá thấp. Sau đây là phụ hàng mời bà con và mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay ngày thứ ba nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2024. Tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê và giá tiêu xô sáng hôm nay ngày thứ ba tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.